nghèo ngay cho bớt nghèo. 1. Trong các xã hội hiện thực này, tình cảm không thể xem là cơm ăn. Không bao giờ tồn tại cái gọi là một túp liều tranh hai trái tim vàng. Hai vợ chồng cùng nghèo thì làm gì cũng chẳng xong. Đừng tin vào những tình tiết trong các bộ phim truyền hình. Đó chỉ là một thế giới mộng mơ dành cho những kẻ mơ mộng. Chỉ những kẻ không lý trí và không thực tế mới đi tin vào những điều đó. 2. Thiết lập cho mình một mục tiêu. 1 năm, 2 năm, 5 năm. Có thể bạn sinh ra không tốt bằng người khác, nhưng thông qua nỗ lực, bạn có thể thay đổi 70% vận mệnh. Bình vỡ rồi sẽ chỉ có thể làm bạn được với sự hèn nhát. 3. Bạn bè mời bạn ăn cơm, đừng cho rằng đó là điều đương nhiên. Nhớ luôn phải có qua có lại, nếu không, tiếng tăm và danh vọng của bạn sẽ càng ngày càng giảm sút. 4. Bạn bè với nhau nhất định phải tìm cho mình một tri kỷ. Đừng cho rằng bạn giỏi xã giao, quan hệ rộng, đâu đâu cũng là huynh đệ. Đến cuối cùng, người đối xử thật lòng với bạn chỉ có một người duy nhất. Hãy tin tôi. 5. Đừng tin vào mấy điều bói toán, bói mệnh, cái đó là để dỗ trẻ con. Vận mệnh của mình nằm trong tay mình. Ngồi không ở nhà, đợi xe, không bằng đi ngủ đi, để nằm mơ giữa ban ngày. 6. Người mình không thích thì tiếp xúc ít lại, chứ tuyệt đối không được đi nói xấu sau lưng họ. Họa đều từ cái mồm mà ra. 7. Ít chơi điện tử lại. Đây không phải là Hàn Quốc. Bạn chơi không có ra nhà, không ra xe thì vẫn còn có vốn. Có thể có sở thích nhưng phải có chừng mực. Ít chơi mấy trò nông trường, chăn nuôi hay đấu địa chủ lại. Có thể level của bạn trong các trò chơi đó là rất cao, nhưng nó không cho thấy mức độ thành công của bạn. Ngược lại, còn ảnh hưởng và chiếm lấy thời gian đi thành công của bạn. 8. Con người, ai cũng có chút gì đó ì trời trong người. Đó là bản tính, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sửa được tính ì này. Bởi lẽ, có rất nhiều người cũng đang thay đổi. Đừng đợi người khác nghĩ ra hay làm một việc gì đó rồi mình mới bắt đầu nghĩ tới. Đừng đợi người khác kiếm được tiền rồi mình mới đi làm. Chẳng ai tin vào thị trường và cơ hội. Mọi người đều chỉ tin vào cái gọi là lạm phát. 9. Đường đời cứ đi, ắt sẽ có đường ra. Đừng vì thấy mờ mịt mà không buồn nhấc chân bắt đầu bước đi. 11. Làm phụ nữ, đừng không có chí tiến thủ. Đừng cho rằng sự nghiệp không liên quan gì tới bản thân. Cho rằng bổn phận của mình là nấu cơm, giặt quần áo, trông con. Sai, quá sai. 12. Làm người phải làm được. Vạn sự đặt chữ hiếu, chữ đức lên đầu. Vợ chồng có hòa thuận, hạnh phúc tự nhiên sẽ bền chặt trăm năm. Nhưng những điều này không phải cứ dùng miệng nói là có thể làm được, mà cần phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và vất vả. Người thông minh đều đã hiểu ra được đạo lý này từ rất sớm. 13. Thời gian rảnh rỗi, đừng suốt ngày lên mạng, lướt, rồi chơi mấy trò chơi vô nghĩa. Thay vào đó, đọc một vài cuốn sách văn học, học một vài phương thức kinh doanh, cách quản lý, xem tình hình thế giới, thường thức pháp luật. Nó giúp bạn dù ở với nhóm bạn nào cũng đều sẽ có chủ đề để kéo dài câu chuyện. 14. Thà giết nhầm 1.000 lần thông tin đến từ nhiều phía, chứ nhất định không được bỏ qua bất cứ cơ hội thành công nào. Chỉ có như vậy bạn mới không cần đi mua thuốc hối hận. 15. Muốn làm việc gì, trước khi thành công không cần phải nói với người khác. Sau khi thành công, không cần bạn nói, người khác tự biết. Đây chính là hiệu ứng mà thời đại thông tin mang đến. 16. Đầu tóc, móng tay, râu, mọi thứ phải gọn gàng. Xã hội là một thể tiếp xúc có tính bài trừ. Cho dù bạn cho rằng để tóc dài trông sẽ đẹp hơn, có cảm giác nghệ thuật hơn, thì ít nhất hãy đem lại cho người khác cảm giác gọn gàng, sạch sẽ.
17. Đừng cho rằng bạn là một người đàn ông thì không cần bảo dưỡng. Ít nhất thì cũng không được quá tùy tiện trên phương diện ăn uống. Ăn nhiều cà chua, hải sản, hành lá, chuối. Đây đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của người đàn ông. Nếu bạn chưa thấy được giá trị của chúng, vậy thì để tôi nói cho bạn biết. Ít nhất bạn cũng có thể tiết kiệm được tiền khám bệnh, tiền thuốc, rồi lấy tiền đó đi mua một vài món mỹ phẩm cho bạn gái của mình. 18. Người cầu tiến trước giờ không nghĩ mình phải dựa vào ai. Con người ai cũng ích kỷ cả, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình. 19. Đối mặt với thất bại, đừng quá tính toán, ngừng trách móc, hãy tìm ra nguyên nhân rồi thay đổi những thói quen xấu. 20 tuổi không có tiền rất bình thường. 30 tuổi không có tiền, có lẽ vì gia cảnh không tốt, cần nỗ lực nhiều hơn nữa. 40 tuổi không có tiền, chỉ có thể tìm nguyên nhân từ chính mình. Người nghèo có thể trở thành và hoàn toàn có thể trở thành người giàu. Người nghèo tất nhiên cũng có thể nghèo cả đời. Đây là điều tất nhiên nếu không biết tự xem xét lại lấy mình. 20. Ai cũng có cơ hội để thành công. Quan trọng là bạn có cho bạn cơ hội hay không mà thôi. Dù cho cả thế giới chống lại bạn, thì đây là những điều bạn nên nói với chính mình. 1. Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. 2. Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà nằm ở việc vươn dậy sau mỗi lần thất bại. 3. Thành công không được xây dựng từ thành công, càng không phải đại thành công, mà đại thành công có được chính là từ thất bại, thất vọng và thậm chí từ thảm họa. 4. Đừng đánh giá tôi dựa trên những thành công tôi có. Hãy đánh giá tôi dựa trên số lần gục ngã mà tôi đứng dậy trở lại. 5. Sự thất bại đến với nhiều người là khi họ không nhận ra họ đã ở gần thành công như thế nào trong giây phút quyết định từ bỏ. 6. Họ cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười vì họ quá giống nhau. 7. Một trong những quyết định khó khăn nhất bạn phải đối mặt nhiều lần trong đời là chọn cách rút lui hay cố gắng nhiều hơn nữa. 8. Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ. 9. Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm. 10. Sở dĩ diều bay lên được là vì ngược gió, chứ không phải xuôi theo chiều gió mà những con diều bay cao. 11. Luôn nhớ rằng mình sẽ phải chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh xa vào suy nghĩ mình có cái gì để mất. Khi bạn chẳng còn gì, không có lý do nào để bạn không đi theo chính trái tim mình. 12. Mọi câu chuyện đều có đoạn kết, nhưng trong cuộc sống, mỗi đoạn kết lại là sự khởi đầu mới. 13. Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến. Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương. 14. Bạn không thể kết nối mọi thứ để nhìn về phía trước. Bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại. Vì vậy, bạn phải tin tưởng rằng những gì ở hiện tại bằng cách nào đó sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó, linh tính, số phận, cuộc đời, sự nghiệp hay bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và nó đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời tôi.